bão sống trước đấy các bác ạ. Vâng luôn. Thế em Tuấn sẽ vào giới thiệu cho bác nhá, theo bút nhá. Đôi loa này là đôi loa đua này, có mức giá 4 triệu 8. Đôi này thì vừa quay rồi, vừa quay trong tháng 6, vừa quay hôm qua hôm kia cho bác nhé. Thì đôi này thì không không 4 triệu 8, không phải giới thiệu nữa, bởi đôi này chỉ quay quay ra đây cho bác thôi. Đôi đua này, màu màu gọi là màu gì nhỉ, màu cà phê. Chiều sâu của nó tầm 25, chiều cao 1 2, chiều cao nó tầm 50, chiều ngang nó 30 hơn 30. Đây, về phía sau đây thùng vách, con này có clip khui hàng rồi. Đây là đôi loa đua của Đức nhé, đua này, đua CL1052, công suất 80W một loa. Vậy là công suất của đôi loa này mắc là 2816 là 160W, hàng made in Germany, hàng của Đức ạ. Series là 10073, con dưới này cũng này, series này 10073, trùng series luôn. Ok chưa ạ? Đôi này có mức giá 4 triệu 8. Con này nhá, úc này, hai file, ba way, ba loa, 4 triệu 8. Đấy, con này quay thời điểm sau nói rồi thì không phải giảm, không phải giảm, quay trong tháng 7. Đấy, này, đấy. Sang đến đây, con Focus này. Con Focus này là con 714S nhé bác nhé. 714 trơn nó khác, 714S khác, 714 nó cao cấp, S này nó cao cấp hơn cả 715. Tất cả đây, có nhìn này, những cái logo của nó được đúc bằng thép, bằng nhôm, nhôm hoặc gang, dập chìm ở dưới này luôn, đúc chìm ở dưới, được chưa? Con Focus này, con này đã có clip khui hàng cho bác 19 triệu 600 trên kênh rồi. Con này thì đẹp xuất sắc, đẹp miên man. Bác nào cần clip em gửi clip của nó cho bác nhìn. Nó đẹp miên man như nào nhé. 19 triệu 600. 19 triệu 600 ạ. Đấy. Em Tuấn sẽ có giới thiệu cho bác luôn. 19 triệu 600 đây. Đẹp xuất sắc con này. Thì báo các bác là như trên trang đã nói rồi đúng không ạ? Không nói lại nữa. Trên 10 triệu thì bớt 2 triệu, dưới 10 triệu thì bớt 1 triệu, đúng chưa ạ? Tầm 5-6 triệu thì là bớt 500. Em quy tắc em nói luôn rồi mà. 15, 17, 18 triệu thì bớt 3 triệu. Thì con này 19 triệu 6 là bớt 3 triệu, nằm trong vòng 3 triệu. Em nói em làm chứ em không bao giờ mẹ đàn ông em nói em làm. Lỗ em chịu mà, nên là các bác yên tâm. Đây mẹ chơi đẹp, đây, dám chơi, dám làm, dám chịu các bác ạ. Không bao giờ câu câu kẹo đâu. Mà những con đôi loa này em quay cách đây khoảng 1-2-3 tuần rồi bác nhé, chứ không phải em câu kẹo đâu. Bác là theo dõi kênh em bác biết không câu kẹo. Con này đẹp xuất sắc cả nhé. Con này trên kênh 19 triệu 600, bớt cho nó bác 3 triệu thì còn 16 triệu 6 nhá. 16 triệu 6 em ghi T7 nhé. T7 là tháng 7, hết tháng 7 này không còn giá này nữa. Em chỉ nói luôn là những đôi loa này em chỉ để trong giá tháng 7, hết tháng 7 mời các bác để nguyên giá cũ hộ giúp em. Bởi vì là nói bác nhìn này, lau mồ hôi, toát hết mồ hôi, không phải đơn giản đâu. Bán một đôi loa mà nó không có lãi mà lỗ thì bác phải biết. Nên là đã nói là làm, nên các bác yên tâm. Xong con này nhá, con này có quay, con này không phải trong tháng 7, sẽ báo lại giá cho bác luôn. Riêng em đã nói là em làm chứ em không bao giờ nói chuyện lèm nhèm. Lèm nhèm. Đây, đôi này nữa, đôi này đôi gì đây? Đôi này đôi Cotton. Đôi Cotton nhá. Đôi Cotton này thì báo cáo các bác là con trên này không nhìn thấy giá. Để em nhấc con trên xuống để xem nó có giá phía dưới. Con Cotton này sao lại không có giá ở đây là nào nhỉ? À đây rồi. Giá ghi lộn trên nắp, trên đáy, trên rồi để anh em đây. Để lộn lấy mất. Đây nóc nó trên này đây. Con Cotton này. Con Cotton này có giá 9 triệu 9. Đúng chưa các bác? 10 triệu, trên 10 triệu thì được giảm 2 triệu đúng chưa? Dưới 10 triệu thì được giảm 1 triệu, thì cứ thế mà làm việc thôi. Chứ em quy tắc rồi nhé. 9 triệu 9. Thì bây giờ còn 8 triệu 9 nhá, con Cotton này. 8 9 có clip test, có clip giới thiệu cho bác rồi. Đây ạ, con Cotton này, bác nhìn chưa? Con Cotton E600. Đặc biệt con này trở kháng từ 4 đến 8 ohm nhé. Đánh được 4 ohm đánh được, mà 8 ohm đánh được. Con Cotton này là đời chót luôn nhé. Được chưa? 99 thì còn 89. Con này thì quá chắc nịch đẹp. Con keng các bác ạ. Đây nhá, Cotton đây. Sang tiếp tục con này nữa. Con này là con Heco. Ok chưa bác?
Nói là làm, không bao giờ để. Con này là con Heiko 300. Con Heiko 300. Chắc là có bác nào hỏi đấy. Con Heiko 300. Thì con này trên kênh là giá 12 triệu 9. Thì trên 10 triệu bác được hưởng 2 triệu. Thì quay lại 12 triệu 9 trừ 2 triệu còn 10 triệu 9 nhé. Nói luôn cho nó dễ. Em là nói em làm nhưng em không bao giờ em... Này, con này đã có clip giới thiệu rồi, bác nào cần em gửi clip cho nhé. 12 9 thì còn 19. Được 2 triệu mà. Ok chưa? Con Heiko cô có bản khui hàng rồi. Nói. À, con vỏ loa này. Các chú ý nhá. Con vỏ loa đây này, con vỏ loa lại này này. Con vỏ loa lại này. Có nhìn chưa? Đây, vỏ loa lại này. Đây là vỏ loa lại này. Vỏ loa loại này là 7 triệu 9 một cái vỏ này. Đã có clip trên kênh rồi. Báo rồi. Bây giờ bác nào lấy thì được hưởng 1 triệu còn 6 triệu 9 là vỏ này. Còn con vỏ loại vuông này, đây vỏ này là 5 triệu 8 trên kênh. Bác nào lấy bây giờ còn 5 triệu 3 cho bác. Đây nhá, 58 đây, có ghi 58 rồi. Em ghi 53 cho bác nhé. 53 với tháng này, bởi vì là tầm 5 triệu 6 triệu là em bớt có 500 mà. 53 cho bác. Nói là làm. Vỏ loa này em giới thiệu rất là nhiều, bán rất là nhiều cho bác rồi, không cần nói nhiều nữa. Quá nhiều. Em sẽ cố gắng quay hết không để sót, được chưa? Sang đây đây. Hết chưa? Hết rồi đấy. À còn con súp này nữa. Còn con súp này nữa, con súp này là con súp sạc pin Vega. Thật ra con này em cũng để ở phòng này em nghe nhạc, em kết nó. Sạc pin Vega Bass 30. Em cũng không thích bán đâu, nhưng mà có một nữa cái một số bác hỏi nên em cứ phải quay. Vì trách nhiệm đã nói đến đây rồi thì mình không được giữ. Đây, sạc pin Vega Bass 30. Sạc pin Vega nhé. Con này trên kênh nó là em quay báo giá cho bác cho nó dễ. Không bao giờ chơi chơi đẹp không chơi bẩn, nói luôn nên tính của em là nói chơi đẹp không chơi bẩn nữa. Đây con này con sạc pin Vega model là V12S, V12S nhé. Con trên này trên kênh là 8 triệu 9, bác nào lấy để cho 7 triệu 9, ok chưa? Cứ trừ đi 1 triệu cho em 79, rõ chưa ạ? À, còn đôi BIK này, nói thật câu là nhiều lúc bán hàng thì lại tùy tục các bạn. Con BIK này em nhớ em Tuấn báo cho bác bao nhiêu? 3 triệu 9. 3 triệu 9 mà các bác không lấy BIK này bác lấy cái gì ạ? BIK hàng xịn, made in Japan, củ từ kép, tất cả loa test, tất cả bát 25. 3 triệu 9 mà các bác không lấy chắc em phải đặt cái máy em cũng bắt đầu quỳ em vái các bác. Không lấy cái gì? Hay là các bác cứ thấy thích mấy con đôi loa nó đẹp đẹp nhìn nó thích 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 mắt đẹp ấy. Bác lấy loại này này về này, bác hát hay này, bát ấm sâu trầm ấm này, nghe nhạc nó cũng hay. Các bác mới nghe bác không biết đâu, nghe lâu bác mới biết được cái giá trị của loa bãi như thế nào nhé. Con này 3 triệu 9. Còn con BMB này, dòng BMB này là BMB CS350V 300W một loa này, trở kháng 8 ohm, made in Japan này. Dòng này thì báo cáo bác là ba trên kênh là 3 triệu 6. Thì giảm bớt cho bác tặng bác 300 thì còn 3 triệu 3 rồi nhé. Dòng này không có nhiều. Đấy, BK này bác nhìn này, em quay đằng sau cho bác nhìn. Đây này. Mẹ BK này 900W một đôi này chứ phải ít đâu bác, 900W chứ. Mà hai con đẹp 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 chứ, BK model cao chứ. BKBS 880 chứ không phải đầu 6 bác nhé. Hoặc là 86 đâu nhé, 880 luôn. Mà 3 triệu 9 mà em quay hôm kia qua quay được 2 3 hôm nay mà các thầy bỏ quên. Này vỏ lại còn vỏ thép nhé, hay là các thầy cái màu này còn thầy không thích, em báo cáo các thầy là các thầy mà không thích màu này ấy, về bây giờ cái sơn lắc ấy, sơn lọ ấy có 20 mấy nghìn một lọ thôi, các thầy thích màu nào nó ra màu đấy, thầy dán cái băng dính vào đây này để giữ cái chữ này khỏi bị phù sơn, và thầy phun màu nào ra màu đấy luôn, kể cả cái này nhé, cái này thì nhổ được ra mà, cái này nhổ được ra phun lòng ra một đấy, kể cả vỏ loa. Những cái màu không quan trọng, quan trọng là cái lõi. Đấy. Rồi em Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay em chào nốt chỗ này cho bác, giới thiệu nốt chứ không được bảo giấu giấu giếm giếm. Hẹn gặp lại các bác clip sau.